Vào lúc 2 giờ sáng hôm nay ngày 7 tháng 11 năm 2011, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại km 1679 800 trên tuyến quốc lộ 1A đoạn đi qua thôn 3 xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, làm 10 người chết và 23 người bị thương. Chiếc xe đầu kéo mang biển kiểm soát 79N2133 chạy từ hướng Ninh Thuận đi thành phố Hồ Chí Minh đến km 1679 800 thuộc quốc lộ 1A thì va quẹt với xe khách của công ty Quảng Long mang biển kiểm soát 16L3406 chạy ngược chiều. Sau đó, xe đầu kéo tiếp tục đâm vào xe khách 40 chỗ mang biển kiểm soát 17K2934 cũng chạy ngược chiều. Vì đâm trực diện nên cả xe đầu kéo cùng xe khách 17K2934 đều bị lật và bốc cháy. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn đã làm 8 người chết tại chỗ và hơn 20 người khác bị thương phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Công tác giám định pháp y xác định danh tính nạn nhân chết cháy đang được các lực lượng chức năng tiến hành khẩn trương. Được biết, chủ xe khách 17K2934 bị nạn là anh Vũ Mạnh Hùng, trú ở phường Bình Xuyên, thành phố Thái Bình, chạy từ hướng Bà Rịa Vũng Tàu về Thái Bình. Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, đơn vị đã tiếp nhận 28 nạn nhân của vụ tai nạn, trong đó có 2 ca đã tử vong. Sau khi cấp cứu, phân loại chấn thương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận chuyển bệnh nhân đến điều trị chăm sóc tại các khoa ngoại thần kinh, chỉnh hình và tổng quát. Có 2 bệnh nhân trên 60 tuổi và 1 trẻ em. Đến thăm các nạn nhân, ông Lê Tiến Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận thay mặt lãnh đạo tỉnh đã hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thương nặng 3 triệu đồng, mỗi nạn nhân bị thương nhẹ là 2,5 triệu đồng. Riêng các nạn nhân tử vong, tỉnh Bình Thuận hỗ trợ chi phí mai táng cho mỗi nạn nhân là 5 triệu đồng. Những nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn được Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh lo ăn uống tại bếp ăn từ thiện. Hầu hết nạn nhân đi từ các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Đồng Nai ra Bắc, có quê quán tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Thái Bình, Nam Định, Huế, v.v. Vì vậy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đề nghị ngành chức năng tìm mọi cách liên lạc với gia đình nạn nhân để sớm nhận diện các trường hợp tử vong, tiếp tục khắc phục hậu quả do tai nạn xảy ra. Tin do Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận cung cấp.